rồi nó càng lúng xuống rồi. Chỗ này ngay cái đường mương các bạn ơi, cái hầm này chỗ hầm bơm này. Hồ tuôn bắn ra. Đang cố gắng thoát lại các bạn. Chở bạn nha, này mình quay chiếc máy cách 70 các bạn. 70 này độ tem các bạn, lên 95 GM nè. Máy là có các bạn ơi. Trời chuyển mưa các bạn ơi, mưa đen hết trơn rồi. Đường mương các bạn ơi, cái hầm này chỗ hầm bơm này.
bánh kìa. Đang cố gắng thoát lại các bạn. Động gơm vô nè. Mấy anh đang hốc gơm động vô cái bánh xích các bạn. Quay qua bên kia thì mình thấy có con 105 m các bạn ơi. Ồ, đang tắt trời mưa lớn nữa các bạn. Ướt trơn à. Ướt chân này các bạn. Rồi trở lại cây DC 70 độ nè. Này sát máy 70 các bạn. Bộ tem lại nè. Mấy anh đang trộn gom vô rồi. Trời thì càng ngày càng mưa lớn luôn rồi các bạn ơi. Cố gắng các bạn. Này ngay cái hầm này ứ nước đây lâu quá nè, khui ra không hết. Tiếp tục đụng gom mà các bạn. Còn giờ đụng gom lúc cái bánh xích chứ luôn các bạn. Còn nhiều lắm nè. Anh lấy giò đạp vô luôn. Bây giờ anh tài xế lên đừng tiếp tục thoát lầy các bạn. Đó, anh cho máy bò lên từ từ nữa các bạn. Tình hình này yêu mà lên nữa các bạn nha. Càng bường nó càng lúng rồi các bạn. Ôi, tuôn bánh này. Rồi, không lên nổi rồi các bạn ơi. Bó tay.